rảnh không? Lên coi cái livestream này của John bây giờ là hơn 11 giờ sáng giờ Cali. À, không biết có quý vị nào ở trên mạng không ha? Bấm số 1 nếu mà quý vị nghe âm thanh ok nha quý vị. Rồi, mấy ngày rồi Son không có livestream bằng mobile. Ok. Hôm nay Son ghé thăm Teletron để mà cập nhật cho quý vị biết những cái chương trình cuối tuần này tại Washington DC như thế nào cũng như là nói về những nói về những cái vấn đề liên quan đến cộng đồng. Ok Bây giờ thì chờ quý vị vào xem chương trình này Rồi, có một người nào vào vừa mới vào bấm số 1 giùm son nha Nếu mà âm thanh nghe ok Bây giờ chúng ta test âm thanh nha Ok, hôm nay son không có ngồi trong studio Lát nữa thì son sẽ về studio Sẽ có một cái talk show mới Rồi Rồi, son thấy số 1 rồi Xin chào tất cả quý vị nha Hôm nay là trời Cali rất là ấm à, Mát, vừa mát vừa ấm rất là đẹp luôn. Trời không đẹp không có mưa. Rồi, xin chào tất cả quý vị nha. Bây giờ chúng ta đi vô trong uh, Teletron chúng ta sẽ nói chuyện cuối tuần này sẽ có những gì thú vị nha quý vị. Rồi. Uhm. Ghé thăm. Hello Anh Uy. Oh, hello San Lê. <laughs> Quá không anh. Dạ yeah, xin gửi lời chào đến Son uh, Ley và tất cả quý vị đang theo dõi trong ngày hôm nay, thư Son Ley và tất cả quý vị. Dạ, yeah, nghe nói là cuối tuần này có một cái sự kiện gì uh, rất là độc đáo đúng không anh? Cũng như là uh, không biết là mấy bữa nay nghe nói là bên này có cái món hàng gì mà chị em phụ nữ rất là mê. <laughs> Thì đúng là Son Ley đây là à, trước hết là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Son Ley cũng như những chương trình của Teletron gửi đến quý vị, nhưng mà đặc biệt nhất là cuối tuần lễ này tại thủ đô Hoa Thành Đốn. À. Kính nhạc hội Hoa anh Đào là có mùa Hoa Anh Đào bây giờ rất là đông quý vị trong cái mùa Spring Raid yeah. Rất là đông quý vị đến với thủ đô Hoa Thành Đốn, nếu không đi được đi Nhật Bản thì đến với lại DC để tham dự cái nhạc hội Hoa Anh Đào rất đặc biệt thưa quý vị Và cái nhạc hội đó là một cái nơi mà nó sẽ tập trung rất là đông quý vị ở tất cả mọi nơi ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ là gần đó lái xe dòng vòng thì không nói nhưng mà từ ở xa kể cả Cali, Florida chúng ta có từ Texas đến Arizona, Seattle, tất cả mọi nơi đều dồn về DC trong cái nhạc trong cái hoa anh đào cái dịp này nhiều cái tour cũng đã được à, mời quý vị đến với DC mà không những là ở tại nước Mỹ mà nhiều nước khác cũng đã về với DC hoặc là cây cá Việt Nam cũng đến thăm cái à, cái mùa hoa anh đào tại DC thì trong đó theo trên có cái chương trình là gọi là nhạc hội hoa anh đào. Ủa sao ngộ vậy anh? Nói đến hoa anh đào thì từ thường thường là người ta phải đi qua Nhật chứ sao lại ghé DC để mà thưởng thức hoa anh đào là như thế nào? Đúng rồi, nếu mà ta không đi được ở Nhật à. Bản thì ở DC nó rất là tiện lợi mà nhiều người đi nhiều người trong dịp này là muốn qua Mỹ Dạ. mà muốn có hoa anh đào nữa thì chỉ có dc là có cái đời oh. đó và mà những cái, cái 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 truyền về những cái chuyện hoa anh đào mà tại dc mà trồng dọc hai cái bờ hồ rất là đẹp mà cái hoa anh đào nó cũng được nước nhật tặng cho nước mỹ đó thưa Son lê oh, vậy đó. dạ về oh. cái, cái, cái oh, lịch sử oh. đó về cái đó chứ không phải là nhạc cái hoa anh đào là từ mỹ mà nhạc là từ nước nhật tặng cho nước mỹ À. cho nên là chúng ta lại có những cái hoa anh đào hình như là 2.000 cái hoa cây hoa anh đào đầu tiên là được ở bên nhật bản tặng cho nước mỹ wow là trong yeah. ở washington dc đó ở dc cho nên là hey. nó có thể nó là một cái rừng hoa rất là đẹp quý vị để chúng ta để ở đó chúng ta đi uh, du lịch đi chơi chụp hình với nhau rất là vui cho nên và và sẵn như là cho uh, so nên như quý vị biết là cái mùa đông của nước mỹ đặc biệt nhất là ở miền hướng đông bắc ở hướng miền đông đó yeah. thì tuyết rơi rất là nhiều mấy tháng trời không có sinh hoạt được ngoài trời nhiều cho nên cái dịp hoa anh đào nở là cái dịp mà chúng ta có thể ra ngoài sau 3 4 tháng mà mưa gió lạnh tuyết rơi thì bây giờ chúng ta có được cái mùa xuân rất là đẹp và những cái hoa đó cho nên là nhiều quý vị ở hướng miền miền Đông cũng đã luôn luôn đến DC trong để tham dự hoa anh đào và vừa chúng ta nghỉ ngơi nữa và nhất là trong tuần lễ này là cái tuần lễ Easter nữa, nhân dân tuần lễ phục vậy? sinh nữa, yeah. cho nên là nó rất là đông đúc ở là, tìm DC. Vậy là đây là cái dịp mà cho bà con cô bác là từ những cái tiểu bang miền đông bắc đúng không anh? giống như New yeah. York, Boston, rồi um, Ohio, những chỗ đó mà quy tụ về đúng DC, Philadelphia, New Jersey, okay. New York rồi đó đã đông đông lắm quý vị. À. Dạ. Mà không những như vậy, nhưng mà nhiều bây giờ nó gần như là cái truyền thống rồi. Mà nhiều cái tour mà từ ở Cali cũng đi qua bên đó coi hoa anh đào và đặc biệt với những năm gần đây thì từ Việt Nam cũng đi qua Hoa Anh Đào vừa đi du lịch nước Mỹ mà vừa có Hoa Anh Đào ở DC rồi sau đó đi từ từ đi qua cái hướng miền Tây của chúng ta như Cali và những tiểu bang khác nữa thưa Sanel và các quý vị vậy là mình tổ chức một sự kiện ca nhạc ở đó vậy có bán vé không anh à, sẽ không có bán vé thưa Son Lê đây là một cái sự kiện mà rất là đông anh chị em ca nghệ sĩ sẽ có mặt ở đó và hát hoàn toàn miễn phí và cái sự xuất hiện đặc biệt của đại tá Hồng Cao À. À, sẽ có mặt ở đó để gặp gỡ các quý vị và cái dịp để quý vị ủng hộ là tá hồng cao như hồi ở xa quý vị gửi thư cũng tiền cũng được rồi nhưng mà nếu mà có cái dịp gần đó thì gặp luôn là tá hồng cao có mặt ở đó và bên bang vận động của đại Hồng cao cũng có những cái có những cái nón hoặc là những cái áo t-shirt để có thể nói là những cái món quà kỷ niệm mà quý vị có thể vừa ủng hộ mà vừa có được mua là những cái cái, cái sản phẩm kỷ niệm đó mà hy vọng là tá hồng cao sẽ thắng trong cái đợt này thì yeah. những cái món quà nó thành vô giá đó thưa quý vị, tại vì người đầu tiên của Việt Nam chúng ta mà vào được thượng viện của Hoa Kỳ và anh răng anh lên cái chức vụ là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Virginia. Thì lá hồng cao sẽ có mặt của teletron trong ngày thứ bảy tuần lễ này thưa quý vị, tức là ngày 30 tây tháng 3 tại khu vực Eden Center là một cái nơi mà đông đúc người Mỹ gốc Việt của chúng ta và những sách dân khác bây giờ lần lượt đã biết là tập trung về Eden Center. Trong đó có nhiều có chợ, có nhà hàng và nhiều những món ăn Việt Nam chúng ta cho nên là tất cả các vị ở tiểu bang khác mà đã tham dự hoa đào ở DC thì chắc chắn phải về DC bởi về Eden Center đó thưa anh Lê và tất cả quý vị. Như wow. yeah. là cái, cái mùa này nó cũng rất là đặc biệt vì đây là cái mùa bầu cử ở Mỹ nó cũng đang uh, rất là sôi nổi đúng sôi đổi không đổi. anh? Đúng yeah. rồi. Dạ, hẹn chi là Đại tá Hùng Ca cũng rất là bần rộn uh, trong những cái uh, uh, tuần lễ như thế này. Anh ấy cũng yeah. ít khi nào mà đi ra khỏi tiểu bang của mình. Và uh, đây cũng là dịp mà cho tất cả bà con gặp gỡ để mà ủng hộ tinh thần của đại tá anh ha dạ yeah, ngoài yeah. ủng hộ tinh thần rồi chúng ta sẽ ủng hộ bằng cái ngân quỹ yeah. cho đại tá hồng cao nữa tại vì cái ban vận động nó có mặt ở đó quý vị có thể có những cái tấm xét yeah. mà muốn gửi thay vì gửi đi thì nếu quý vị ở gần đó thì quý vị có thể đem tới yeah. để donate cho đại tá hồng cao để cho cái ban tranh cử có thêm cái nguồn tiền để vận động càng tốt hơn tại vì chúng ta không những cái cộng đồng việt nam chúng ta mà nó vẫn cộng đồng cho thị trường cộng đồng mỹ nữa thưa quý vị thì phải tốn tiền chứ không phải là tự động mình lên những đài truyền hình phát thanh là những cái mail gửi ra nó tốn rất là nhiều tiền thưa quý vị mà chiến này không phải là chỉ một district thôi mà toàn tiểu bang của virginia wow. cho nên là nó rất tốn kém và cũng đã được quý vị ủng hộ rất là nhiều cho nên quý vị nhớ hãy đến đó chúng ta sẽ cùng gặp đại tá hồng cao và riêng trong sự kiện này cho lê biết là có một cái hội mô tô mà người mỹ gốc việt sẽ ủng hộ tá hồng cao bằng đêm có thể nói là mà nói cái câu cho vui đó là tức là biểu dương lực lượng <laughs> để ủng hộ đồng cao tức là năm trước quý vị thấy là một số cái xe mô tô cái hội mô tô mà ở, ở, hướng đông bắc hoa kỳ là những tiểu bang chung quanh đó yeah. nhưng mà năm nay được biết là, là cái hội mô tô trên toàn nước mỹ toàn phần nước khâu mỹ lớn về. sẽ wow. kéo về dc để ủng hộ cho tới hồng cao và tất cả cái xe mô tô đó sẽ đậu ngay trước cái sân khấu của teletron chuẩn bị à. một khu vực sẵn để ủng hộ cái thằng hồng cao và vào lúc mà 12 giờ là những đoàn mô tô sẽ có mặt và là tá Hồng Cao sẽ có mặt khoảng 12 rưỡi 1 giờ gặp gỡ quý vị và sau đó là chương trình cả nhạc của thế đoàn sẽ tiếp diễn sau đó cho nó như một cái ngày hội của Việt Nam chúng ta tại khu Eden Center à. và mọi chi tiết liên lạc gọi số điện thoại để biết thêm chi tiết là 703 237 8999 703 237 8999 để cùng có một cái chương trình đặc biệt mà sẽ gặp gỡ đại tá Hồng Cao và chúng ta hy vọng chúng ta hãy cùng đoàn kết và chúng ta không có phân biệt tôn giáo cũng không phân biệt À, đảng phái hy vọng của việc giúp cho tái hồng cao người Việt Nam chúng ta duy nhất mà đầu tiên hy vọng sẽ hiện bây giờ trong cái vòng đầu đó thưa Sơn Lê và tất cả quý vị là với 8 ứng cử viên nhưng mà tái hồng cao hiện bây giờ đang dẫn đầu cho nên là cái cái cơ hội rất là cao vào tháng 6 sẽ bầu cử sơ bộ từ quý vị 18 tháng 6 18 tháng 6, 6. rồi sau đó à, sẽ vào cái vòng chung kết với lại một cái đảng viên một người của đương nhiệm của của đảng dân chủ thưa quý vị rất cho đăng ký. Đó. Cho nên rất là đăng ký thưa quý vị, cho nên là cơ hội là cũng à, có nhưng mà chúng ta phải giúp hết và tất cả cộng đồng Hoa à, Mỹ nữa tại vì cái một cái cái à, một cái thua mới vừa ra về là một, một trong năm của quận lớn nhất của Virginia. Đó Hồng Cao đang dẫn đầu luôn nữa, cho nên lại Nguyễn wow. Nghi là nhiều nhiều cơ hội rất là cao và cũng được rất là nhiều người trong Đảng Cộng hòa đang ủng hộ, ví dụ như là ông chủ tịch cựu chủ tịch Hạ viện New Gingrich ủng hộ hết mình cho tá Hồng Cao cũng như ông cựu ngoại trưởng mike pompeo yeah. và vừa rồi quý vị thấy trong cái hội nghị mà cpac rất là lớn của đảng cộng hòa tổng thống trump cũng là người đang giới thiệu đại tá hồng cao cho tất cả người, mọi người biết trong cái hội nghị cpac đó và sau đó đại tá hồng cao cũng cuộc gặp riêng với lại tổng thống trump cho nên nguyễn nghĩ là nhiều cái hội hỏi quý vị sẽ thấy những cái màn rất là bất ngờ sẽ được diễn ra và người việt nam chúng ta hy vọng là sẽ được có một cái người đại diện vào cuối tháng 11 này thưa vào đầu tháng 11 này thưa quý vị hay quá nếu dạ. mà được thì quá hay anh ha dạ cho nên nguyễn nhưng mà mình phải giúp mình phải dạ. ủng hộ cho nếu mà mình mình chờ thì không thể nào tới được hết nhưng mà cơ hội rất là cao thưa xuân lê tại dạ. vì cái đây là một cái dịp mà nếu là tới hồng cao thắng vào tháng 11 năm nay thì ngày cái tiên thệ tức là đầu năm 2025 nó đánh dấu 50 năm người việt chúng ta tại hải ngoại mà có người tại, tại thượng viện của hoa kỳ mà không phải dễ thưa cái vị thượng viện chỉ có mỗi tiểu bang chỉ có hai người năm chục tiểu bang của nước Mỹ chỉ có 100 người trong thượng viện mà nếu có một người đại diện tiếng nói Việt Nam của chúng ta thì rất là cần thiết cho nên mới hy vọng quý vị ủng hộ cho Đại tá Hồng Cao bằng mọi cách thưa quý vị nó ở Virginia thì chúng ta hãy đi tham gia tham gia bỏ phiếu hoặc là vận động những người thân bạn bè của mình bỏ phiếu cho tá Hồng Cao. Tại vì cái này không phải một district mà cả tiểu bang sẽ được bỏ phiếu cho tá Hồng Cao. Bên cạnh đó vận động những người Mỹ hoặc là những người sắc dân khác ủng hộ tá Hồng Cao hoặc là chúng ta ở những tiểu bang khác thì có thể đóng góp vào cái quỹ tranh cử mà chắc Sơn Lê cũng sẽ bỏ trên cái ở phần đầu để quý vị biết cái 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 website để yeah. chúng ta có thể vào ủng hộ tới Hồng Cao. Bên cạnh đó nếu chúng quý vị mà có mặt ở Eden Center đó thì chúng ta có thể mua những cái quà lưu niệm từ những cái cái nón hoặc là những cái áo hoặc là chúng ta có thể donate ngay tại đó để cho ủng hộ tới Hồng Cao tại vì Sơn so Lê biết là nhiều quý vị đó chỉ phải là một là phi công dân của mỹ nhưng mà nhiều nước khác cũng về ủng hộ trước khỏi nước khác thì sẽ không ủng hộ được yeah, bằng gửi ngân phiếu không được okay. nhưng mà nếu quý vị có mặt trực tiếp ở đó mua những cái quà lưu niệm thì ok không sao ok ờ, bằng hay, cách okay. khác mình ủng hộ bằng cách đó một cái hình thức khác hình thức khác yeah. thì mình mua những cái cái nón mình mua những cái áo để ủng hộ tới hồng cao thì mình mua tận nhiều hơn nhiều hơn quý vị cho nên biết mỗi năm đó Ví những cái áo cái nón bán tùy theo cái đợt đó, thì thì dụ như 25 30 đồng gì đó nhưng mà nhờ quý vị mua cái cái nón cái áo danh dự 100 200 300 tùy quý vị. Yeah. thì mình vẫn ủng hộ được bằng cách đó và có thể chụp hình lưu niệm có những chữ ký trên cái nón cái áo của đại tá Hồng Cao có mặt ở đó để gặp gỡ quý vị chụp hình của quý vị và ký những cái, cái, chữ ký lưu niệm trên cái áo cái nón thì hy vọng đó là cái món quà vô giá mà nếu đại tá Hồng Cao mà thắng cử trong cái tháng 11 năm nay thưa xin lê và tất cả quý vị Dạ yeah. đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều đang mong muốn thưa anh. Dạ. Yeah. À, hy vọng là chúng ta sẽ có một thượng nghị sĩ ở trong uh, Thượng viện Hoa Kỳ và sẽ đại diện cho tiếng nói của chúng ta và đoàn kết cộng đồng của mình. Đúng rồi. Dạ, yeah. cộng đồng của mình thì rất là nhiều người uh, thành công uh, như là anh Uy Nguyễn cũng rất là thành công trong thương trường. Uh, chúng ta có rất là nhiều bác sĩ, kỹ sư uh, nhưng mà chúng ta cần những người mà ở trong dòng chính nữa, uh, làm chính trị Hoa Kỳ. À, và có những cái chính sách mà sẽ vận động giúp đỡ cho rất là nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những người mà tị nạn đó anh, đúng rồi. những người tị nạn mà vẫn còn đang uh, chưa đến được bến bờ tự do, uh, thì đây là một cái công việc phải nói là rất là thiết thực, uh, trực tiếp giúp đỡ cho đời sống của những người uh, Việt tha hương. Mà những người kiếm may Chắc... mắn mà dạ. chưa đến được, thì hy vọng quý vị cũng ừ. ủng hộ chương trình, hình như là chương trình được Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó là welcome hot phải không thưa chan lê welcome à, đó yeah. là cũng rất là, là ý nghĩa chúng ta giúp những người mà kém may mắn hơn chúng ta ừ. đang ở thái lan để có thể định cư tại hoa kỳ theo cái điều luật của mỹ chứ vì trước đây không có làm được nhưng bây giờ thì có những cái chính sách đó thì chúng ta nên đoàn kết với nhau cùng ủng yeah. hộ cho những người kém may mắn hơn để có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn tại hoa kỳ thưa quý vị thế nhiều cái chương trình ý nghĩa lắm chúng ta mỗi người một tay như chan lê nói người việt nam chúng ta tại hoa kỳ rất là nhiều người thành công trong tất cả các lĩnh vực mà chúng ta không có một tiếng nói chung thì yeah. nó khó để cho cho, có, cho Hoa Kỳ yeah. mà có cái cái những cái nhiều quyền lợi cho mình. Cho yeah. nên mình nghĩ là rất là nhiều người của chúng ta mà hy vọng mà tới Hồng Cao là cái viên gạch đầu tiên nếu anh thắng cử thì anh cũng sẽ giúp cho rất là nhiều những ứng cử viên sau này vào ừ. cái dòng chính mà mình có tiếng nói thì chúng ta mới có được những quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cho nên hy vọng quý vị sẽ chúng ta cùng đoàn kết lúc này để giúp cho ta Hồng Cao và tại Eden Center quý vị nhớ cuối tuần lễ này à, trong 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai Chương trình nhạc hội của Teletron được diễn ra hoàn toàn miễn phí Cùng với chương trình đại giá đặc biệt Và cũng có dịp để giúp cho Đại tá Hồng Cao Ở bên đó và rất là nhiều à, Youtuber à, Son Lê rất là bận trong cái dịp này không có sắp xếp được thời gian Nhưng mà Son Lê nếu có thời gian được, Son Lê thì cố gắng ở bên này à, Có thể à, tiếp sóng một số Youtuber sẽ có mặt ở đó để ủng hộ đại tá Hồng Cao yeah. à, Đã biết là Son Lê cũng như quý vị khán giả của Son Lê TV đã giúp Đại tá Hồng Cao cũng rất là nhiều rồi Nhưng bên cạnh trong đợt này thì sẽ có anh Mười TV Trương Quốc Huy, sẽ có Trần Nhật Phong, sẽ có Nam Quang Tiến Dũng và tất cả các YouTuber địa phương gần đó cũng sẽ ra ủng hộ tới Hồng Cao. Cho nên cũng đưa những cái thông tin đến tất cả quý vị để biết để chúng ta cùng đóng góp để ủng hộ tới Hồng Cao trong cái đợt này thưa quý vị rất là cần thiết sự giúp đỡ. Quý vị thấy 5 đồng 10 đồng à, nhiều hồi mình nghĩ ôi cái đó cũng không không có là là gì nhưng mà thật sự càng mình gấp uh, gió thành bão thưa quý vị và mỗi người của quý vị đó bỏ vào năm mươi đồng hay là 50 đồng, trăm đồng tùy theo khả năng của quý vị nhưng mà nó sẽ cũng là một người thì cái số người càng nhiều mà đóng góp thì nó càng thấy cái sự giá trị của tới hồng cao với những ứng cử viên khác hoặc là tất cả những cái quý vị ở Mỹ tất cả những cái việc làm đó <laughs> đều có những cái thống kê nó thấy được một cái một cái một ứng cử viên mà được nhiều người ủng hộ trên toàn nước Mỹ thì cái sự ảnh hưởng nó rất là lớn từ quý vị cho nên chúng ta đừng cứ nghĩ là năm mươi đồng của chúng ta nó không có quan trọng năm mươi đồng mà của một người mà cả trăm người khác một ngàn người thì nó là là con số rất là lớn nữa thưa quý vị và yeah. cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho nên chúng ta cùng nhau sẽ giúp cho tá hồng cao trong đợt này thưa quý vị rất là hay thưa <laughs> anh mà đặc biệt là lá phiếu đó mà nếu mà chúng ta mà may mắn mà có một người bước vào trong thường viện thì wow cái điều này nó rất là nó nói lên rất là nhiều cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên một trong những cộng đồng mà mạnh nhất ở trong nước mỹ yeah. đúng không anh đúng rồi à, biết là chúng ta rất là đoàn kết chúng ta muốn xây dựng một cái gì đó chúng ta chung tay lại chúng ta vẫn làm được thôi mất thời gian nhưng mà vẫn làm được nhưng mà thử nếu như mà cái sức mạnh đó nó đến từ chính phủ hoa kỳ thì cái việc làm đó nó sẽ <cười> xúc <cười> tiến rất là nhanh đúng không anh đúng rồi sao dạ. tại vì những cái uh, mình làm gì mình phải có những cái vận động dạ. nhưng mà vận động thì mình tốn rất nhiều thời gian tiền bạc đủ thứ nếu mà có một người trong đó rồi thì mình đâu cần nữa mình sẽ dạ. đưa những cái tiếng nói người ta trực tiếp trên đó là một điều rất là hay rồi chúng mời Son Lê sẽ show anh Nguyễn uống miếng nước, tự nhiên nó bị thang cái cổ Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình của chúng ta thưa quý vị Ok anh Anh có thể bật bí là chương trình <laughs> uh, Cuối tháng này tại DC là sẽ có uh, những ai tham gia không ạ? Dạ, xưa trước khi đó thì Nguyễn mời quý vị um, uhm. Son Lê nói dùm cái này chút xíu, rồi ý Nguyễn sẽ trở lại rất là nhanh cái là gì Vì gì cái ấy? ngày cuối cùng của chương trình mình là Kimmy Yung oh. Foundation Yes sir yeah, yes. Uh, Quý vị thấy trên màn ảnh đó là uh, Đây là một cái thông báo từ uh, Uh, Chú Long Nguyễn và cô Kim My Dương Scholarship Foundation, The um, Kim My Dương Foundation quỹ học bổng cho cuối năm nay, uh, xin lỗi cho năm nay 2024 và 2025 uh, dành cho các em mà muốn đi học ở một trong năm trường đại học ở miền Nam California là UCLA, UCLV, uh, UC Long, uh, Cal State Long Beach, Fullerton And uh, Cal Poly Pomona đây là những trường đại học. Năm trường đại học ở miền Nam California. Nếu mà quý vị có con em đi học ở đây thì có thể thúc đại thúc dục con em mình à, mau mau ghi danh cho quỹ học bổng này. À, giải nhất là 3.000 đồng. Giải nhì là 2.000 và giải ba là 1.000. Learn online à, đây là cái website nè hoặc là scan cái uh, QR code này. À, rất là dễ, những em không cần phải xuất sắc đâu, không cần phải có những cái um, A record Thật là giỏi, thật là xuất sắc đâu. Chỉ cần học khá là được rồi. xong uh, thấy là học bổng này rất là dễ lấy luôn đó. Nếu như mình còn ở trong high school hoặc là năm đầu, năm hai ở college là mình sẽ apply liền. Yeah. Anh Uy Nguyễn là cũng là một trong những người mà đóng góp rất là nhiều cho cái quỹ học bổng này. Cảm ơn anh nhé. Uh, Son có cơ hội mà nói chuyện với những em sinh viên. Son cũng mời lên talk show và sắp sửa tới đây là son sẽ làm rất là nhiều những cái chương trình về ngày 30 tháng 4 với các em sinh viên học ở đây à, và các em cũng rất là biết ơn à, rất là nhiều những em mà đã từng à, nhận được cái quỹ học bổng này à, và bây giờ đã một là tốt nghiệp hai là vẫn còn học năm cuối ở đó thì họ cũng rất là biết ơn cô chú Long Nguyễn à, Kim Dương Foundation cũng như là anh Uy Nguyễn rất nhiều đã à, tạo cơ hội cho họ à, tuy là cái số tiền nó không lớn nhưng mà đối với một người học sinh mà không có công ăn việc làm đi <laughs> làm được, uh... minimum wage À, có được hai ba ngàn cũng cũng vui lắm phải 2, không? hai ba ngàn kia? là cũng cũng đỡ vả <laughs> đóng uh, nhiều như đóng tiền uh, phạt kinh ừ. hoặc là mua sắm Ồ, thêm mua được gì cái đó laptop. thóp dạ. và mua cái gì đó đúng rồi dạ. các em chia sẻ là mua được cái laptop không cần phải uh, xin tiền ba mẹ rồi này kia thì cái cái việc đó là cũng giúp cho các em rất là nhiều thôi anh cảm ơn sơn lê nhưng mà thật sự đó là ngoài những cái về cái vật chất như vậy cái tinh thần rất là tốt cho các em ừ. chúng ta không cho các em gì chúng ta cho các em một cái niềm tin cho cái sự ủng hộ động viên Yeah. thì không có gì đầu tư bằng thế hệ trẻ hết thưa Sơn lê và tất cả quý vị cho nên em nghĩ thì nhưng mà trong cái uh, kimmy dung foundation này ngoài như Sơn lê nói là không những là mình học cần học quá giỏi thì học quá giỏi thì có những học bổng khác rồi, Đúng rồi. cái này học, học khá là trên ba chấm nhưng Đấy mà à. phải có cái tinh thần lãnh đạo và phải tự hào mình là người việt nam để Đúng phát huy đó. bảo tồn văn hóa việt đừng có học dở như Sơn lê là được rồi <cười> <cười> à, tại vì các em là sẽ hy vọng các em nó thưa Sơn lê là nếu các em mà học hỏi giỏi ra trường anh thấy như thưa lê biết là ở đây đó một hai thế hệ là mình mất gốc luôn đó tại vì em nói tiếng việt nhiều nếu mà không sinh hoạt không 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 kéo các em về cộng đồng của chúng ta yeah. thì các em sẽ sinh hoạt với những đời sống như người mỹ đây rồi một cái thế hệ là mình mất luôn gốc luôn cho nên là các em nếu nhận được giải thưởng này các em thấy được cái nguồn gốc của mình biết mình là từ đâu đến và mình sẽ giúp cho các em trẻ sau này nữa thì chúng ta cứ nối tiếp như vậy giữ được cái truyền thống người Việt Nam của chúng ta cho nên đây là một cái điều mà khích lệ tinh thần các em rất là nhiều hy vọng quý vị cùng tham dự cái chương trình này vì cái quỹ học bổng này đó thì năm nay cũng được biết là có một số quý vị cũng cùng ủng hộ thật sự Kim My Dương Foundation cùng với Theatron thì không có nhận tiền quý vị không nhận tiền tức là quý vị đóng góp cho bao nhiêu giải giải thì quý vị lên phát trực tiếp chứ không phải là ban tổ chức nhận tiền tại vì đã có cái cái tiền gốc là 50 ngàn từ Kim Minh Foundation và theo cho với cái số đó là cũng 50 ngàn thì mình có cái vốn là 100 ngàn để phát cho các em rồi còn nếu quý vị cho thêm thì quý vị liên phát trực tiếp với các em quý vị cho một cái giải 3 ngàn, quý vị cho giải 2 ngàn hay cho giải 1 ngàn thì quý vị là người trực tiếp lên phát cho các em chứ ban tổ chức không có nhận đồng nào của tất cả quý vị hết trên đây không có lấy cục gây quỹ, chúng ta không gây quỹ thì quý vị cho nên tạo điều kiện cho quý vị cùng đóng góp chung nếu quý vị muốn tặng cho các em những cái quỹ học bổng chứ nếu quý vị tặng vào trong những trường đại học thì người ta muốn làm gì làm chứ vị không có thể lên phát được đâu tại vì cái cái trường nó lớn lắm tìm vào cái quỹ chung nhưng mà ở đây quý vị có thể lên phát các em trực tiếp để có thể là người à, có giúp cho các em có tinh thần để phục vụ thêm ngày càng tốt hơn yeah. chứ bằng tổ chức thì sẽ không có nhận tiền đóng góp để tổ chức chương trình này vì số tiền đã có sẵn là 100.000 đồng một lần nữa xin nhắc lại là cảm ơn cô kim My dương và chú long cũng đã Chương trình này cũng đã 7 năm rồi thưa quý vị ở tại khu vực DC và qua năm thứ hai tại khu vực quận Cam của chúng ta Nam California. Cho nên quý vị hãy cùng ủng hộ để chương trình ngày càng loan tả hơn những cái thành phố khác có đông người Mỹ gốc Việt để tham dự và tại DC thì bây giờ đã mở rộng ra không những là người Mỹ gốc Việt thưa Sơn Lê và tất cả quý vị mà là phát giải thưởng cho tất cả các sách dân khác nữa. Kể cả các người Mỹ hoặc là những cái sắc dân khác mà nếu đủ có cái điều kiện qualify thì vẫn nhận được những cái học bổng từ Kimmy Dương Foundation mà cái người Việt Nam chúng ta là một cái nơi mà quý vị thấy những trường đại học lớn của Mỹ ít khi nào ta hợp tác mà làm việc của mình lắm ta có những cái học bổng riêng nhưng mà càng ngày được Kimmy Dương Foundation càng lớn hơn và được sự quan tâm của tất cả những cái hiệu trưởng của tất cả những cái trường đó như ông Dean là bà Dean cho nên là chúng ta sẽ có những cái sự ảnh hưởng và được cộng đồng người Mỹ ở những trường đại học Mỹ thấy là cộng đồng nam chúng ta cũng có những đóng góp trở lại sau khi được sự giúp đỡ trong những ngày tháng đầu tiên đến Mỹ thì bây giờ mình có chút ít thì mình cũng đóng góp lại và không có gì bằng về giáo dục cho các em các cháu cho nên là một cái chương trình rất là đặc biệt quý vị hy vọng là quý vị tại vì chỉ còn có mấy ngày cuối thôi đã đã giới thiệu đã lâu rồi ngày 29 tây tháng 3 thưa quý vị là ngày cuối cùng để nhận đơn cho các em cho nên quý vị hãy nhớ là cho nếu trẻ nữa thì lại không lại mất phải phải cái cái cái, cái phần thưởng năm nay thưa quý vị và dạ, quý vị thấy ngày cuối cùng đó là tháng ngày tháng 29 tháng tây tháng 3. Cho nên quý vị có phụ huynh hoặc là các em, à, con em, có những người thân, bạn bè mà đang học trung học quý vị nha. Đang học yeah. trung học năm này thì cũng có thể nộp đơn chứ không cần phải học những trường đại học rồi. Trung học và đang muốn học vào những cái trường như là UCLA, uh, UCI, hay là Cal State Long Beach, Cal Poly Pomona, hoặc là Cal Fullerton là những nơi đông người Việt người Mỹ gốc Việt học, các em sinh viên người Mỹ học Việt thì chúng ta có thể ghi danh ngày 29 tới tháng 3 là ngày cuối cùng để nhận cái giải thưởng của 2024 ngày 25 về cái học bổng cho tất cả sinh viên người Mỹ gốc Việt chúng ta thưa xin Lê và tất cả quý vị. Hay quá. Yeah. À, xin chào chị Phương, Phương Trần lâu quá rồi không ừ. thấy chị. Chị nói hôm nay anh Uy có nhiều tủ lạnh quá. <laughs> có cái nào on sale <laughs> à, có nhiều cái tủ lạnh đang sale ở phía sau thưa quý vị và thưa chị à, bên cạnh đó anh, um, trở lại cái 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 dịp mình xuân lê nói đó thì dạ. nguyễn xin nhắc đây là quý vị đây là cái danh sách mà à, cái nhạc hội hoa anh đào tại dc quý vị thấy mc nhạc sĩ nam lộc sẽ có mặt à. cùng với hoàng nhung trong đợt này sát song ca với lại mạnh quỳnh À. rất là hay còn nhung cũng đồng Thi nga và mạnh quỳnh hoàng nhung hay là hồng nhung hoàng nhung hoàng nhung hoàng nhung cứ hát nhạc bơ rồi, rất là Để hay chắc ca sĩ mới à. Để là ca sĩ cũng lâu cũng mà trẻ đó rất là duyên dáng dễ thương và giọng hát cũng rất là ngọt ngào ừ, đó là hoàng nhung nữa. rồi oh. chúng ta sẽ có mạnh quỳnh nguyễn hồng nhung có trịnh lam wow đông quá ta phương hồng quế anh khoa hồ lệ thu Trời cái này sao không đi được uống quá thiên tôn andy watt uống quá gia huy phạm khánh hưng Băng Châu, Túng Châu, Mai Lệ Huyền. Chị Mai, Mai Lệ Lẹ Huyền Lẹo sẽ, có yeah, sẽ có oh, mặt, sẽ có mặt. Hoàng Nghĩa tức là Nghĩa Sữa, có Túng Quỳnh, Nguyễn Tiến Dũng, ca sĩ nhạc sĩ vừa là MC Anh, Anh Dũng. Dũng rồi chúng ta có Hoàng Nhất. Nó tổ chức trong 3 ngày thưa quý vị, ngày 30, 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4. Giờ mở cửa là 10 giờ sáng nhưng mà ca nhạc thì bắt đầu từ 1 giờ trưa. Thì ngay trong khu Eden Center, à, tiểu bang và chuyên nha khu vực Washington DC. Yeah. Và cái số điện thoại liên lạc đó là 703 237 8999 703 237 8999 hoặc là trang nhà của Teletron usc.com teletronusc.com thưa quý vị. Đó là cái show nhạc mà tại DC. Và nếu sau đó đó thư San lê, mà nếu quý vị mà tham dự được thì mà nếu mà không có tham dự được thì sau đó 2 tuần. Yeah. Tức là ngày 13 và ngày 14 tháng 4 thì ngay tại Dallas Forward. Dallas cái chương trình nhạc hội mùa xuân sẽ được diễn ra và đợt này, quý vị ngồi mc nam lộc, quý vị thấy hai người danh ca mà nổi tiếng mà cũng ít khi xuất hiện đó, bữa đó trở lại đó. đó là con nhặn trắng gò công phương dung. Oh, cô phương dung như yes. lại chú thái châu Thái Châu này. sẽ có mặt à, ở tại à. đà lạt thưa quý vị à, và chúng ta sẽ cũng có nguyễn hồng nhung, có mạnh cương, hoàng nhung, hồ lệ thu, trịnh lam, di thành, diễm liên, phạm khánh hưng, phương hồng quế, nguyễn tiến dũng, giáng ngọc, lilyan và Khánh Hoàng và chương trình sẽ tổ chức trong hai ngày là ngày 14 tại xin lỗi quý vị ngày 13 và ngày 14 tháng 4 tức là thứ bảy chủ nhật tiệm mở cửa cũng lúc từ lúc 1 10 giờ nhưng mà cái chương trình ca nhạc thì bắt đầu vào lúc 1 giờ 2 giờ thưa quý vị tại trong khu gọi là Asia Times Square cạnh chợ Hồng Kông ở thành phố Grand Prairie Arlington và số điện thoại là 972 660 8999 972 660 8999 Nhất là cái vị cái chương trình sẽ diễn ra trong ngày 13 và ngày 14 tháng 4, tức là sau 2 tuần tại DC của nhạc hội Hoa Anh Đào đó. Đó là những cái chương trình mình rất đặc biệt mà hy vọng quý vị cùng tham dự và tất cả những nhạc hội này cũng hoàn toàn miễn phí, không có bán vé thưa quý vị và cũng là cái dịp để bên có những cái món hàng sale từ những hãng sản xuất. Cho nên ta không có những event này thì hãng không cho mình sale giá rẻ. Cho nên cái đợt hoa anh đào này nãy Xuân Lê hỏi các cô, các chị mình náo nức trong tuần lễ vừa qua về cái món hàng đặc biệt Thì Nguyễn Quốc Chuyên mời quý vị coi trước cái này Trước khi chúng ta sẽ nói về cái, những cái món hàng thưa quý vị Đây là một cái hãng rất đặc biệt thưa quý vị Thế này, à, đây có món hàng mà các cô, các chị rất là thích Và quý vị nhìn thấy cái giá chóng mặt chưa <laughs> Đây là 11.950 đồng Wow, really? Yes. 11.900 là Sản phẩm này nó rất là tuyệt vời à. Nó có bị thấy nè, đây 11.900 đồng xuống đây cũng 11 950 đồng cái không giờ... cái giá mình phải giống nhau hết chứ không có được cái giá cũng 11 950 không ai được quyền bán cái giá rẻ hơn tiền online hết cái này là cái gì anh đây quý vị sẽ sẽ vô luôn anh ngay cái chúng hãng ta trẻ mãi không đây mà. là một cái sản phẩm mà do một cái khoa học gia và khoa học gia này là người đã đọt những cái giải về Nobel ông này đoạt giải Nobel luôn đó Yes, Dạ và cũng là sản phẩm cho những người hoa hậu hoàng vũ của Mỹ sử dụng wow. tức là Mix Universe uh, và yeah, và cái sản phẩm này là nó giúp cho mình nó được test thưa quý vị à, của FDA à, để công nhận là medical device là năm sao của Medical Class 2 gọi là medical device và cái hệ thống được dùng bằng cái nghiên cứu của ông đoạt giải về technology về khoa học gia này thưa quý vị, ừ. mà đoạt giải Nobel đó là cái hệ thống đèn gọi là rất đặc biệt này của ông mà được nghiên cứu tại những cái trường LED light đó. À LED light một cái loại loại khác chứ không phải là cái loại cái này là theo là therapy rất là đặc biệt. Và được anh cho Lê biết là được, được nghiên cứu từ đâu không? Được đâu nghiên cứu hả? từ những cái trường nổi tiếng ừ. mà về y khoa của Mỹ. Đó là những cái trường Yale University, trường Harvard University, John Hopkins University và công ty không gian NASA của Hoa Kỳ. Cho nên là những cái phòng lab đặc biệt đó đã nghiên cứu phát triển và cái sản phẩm này được cho chúng ta và có những cái, đã vị thấy đây, từ những cái patent này được approve và là cái người, ông là người đoạt giải Nobel. Về những cái nghiên cứu của ông và được những cái giải ở World Finalist từ tất cả những nơi mà làm đẹp trên toàn nước cái này là Toàn thế vô, giới. vô mặt là, là, là trẻ là 10 tuổi đó Nó rất đặc biệt Và cái sản phẩm này nó có hay nữa sao lại biết sao không? Sao anh? Là Lifetime Warranty Wow Lifetime luôn Yes Nó có trục trặc gì gửi cho hãng Hãng sẽ sửa nó gửi lại cho mình Còn nếu không được đổi cho mình có mới luôn Lifetime Warranty yeah. Chứ không cần phải thay đổi hoài Mà sản phẩm này sao lại biết làm ở đâu không? Ở đâu anh? Tại Do Thái Israel Ồ ông này người Do Thái à? à ông này y hùng nguyễn chưa coi tìm hiểu kỹ nhưng mà yeah. sản phẩm này được làm tại do thái mà như san lê quý yeah. vị đã biết đó đất nước do thái không có đất nhiều yeah. mà cũng không có người nhiều nữa người ta chọn sản phẩm nào làm do thái là sản phẩm nó phải chất lượng lắm người ta mới làm tại do thái yeah. chứ không phải một cái nước những cái vũ khí mà nổi tiếng của thế giới mà hay là những cái món gì mà hay đó do thái quý vị mới làm tại đất nước do thái và cái này là được làm tại do thái thưa quý vị cho nên sản phẩm nó bền nó tốt nó chất lượng như thế nào và cái sản phẩm này nó giúp cho chúng ta à, rất đặc biệt thưa quý vị và Xuân Lê mà chắc là mình Nó nói... Đó là cái gì anh mà nó sử dụng như thế nào đây à, mình sẽ sự gửi cho quý vị mình coi cái máy trực tiếp luôn nha à, đó mình sẽ gửi cái này là hay là cái máy này vừa về chỉ có mấy bữa đi nói nhưng mà chưa thấy hàng cho nên là một những người có thể là người thứ hai thấy cái máy này tại vì cái sản phẩm này là mới chờ bây giờ thấy gửi qua trong tuần vừa nói mà chỉ nói qua giấy tờ thôi thì bây giờ cái cái máy mà 11.950 đồng này là cái nào? Nó đây thưa quý vị. Mới vừa về để cho quý vị coi qua cho nên thấy luôn có cái Ô, ông này Nobel, Nobel Prize. Nobel đó. Yeah, Nobel Prize. Ông là người sáng chế ra cái máy này ha. Dạ, yeah, và ông là người khoa học gia nổi tiếng mà sáng chế ra cái sản phẩm này. Wow. Mà hiện bây giờ rất là hot trên thị trường. À cái này mình sẽ mở cho quý vị coi luôn cái này. một nó nhìn đẹp rất là sang. Nó có cái B cái này mình gỡ lên thì nó có một cái cái kho này quý vị trong vòng 10 ngày quý vị mua xong đó, quý vị nhớ là hãy thì vào thì nó sẽ gửi cho mình cái giấy là live tham warranty. Ừ. Dạ. Yeah. Nó có hệ thống sạc đây, mình đi ra ngoài mình có thể xài cắm vô mình sạc rất là tiện lợi. Cái này sách đi đâu cũng được luôn. Đi đâu cũng được hết. Hoặc là mình đi làm đó, mình cầm theo cũng rất là tiện lợi. Quý bấm này lên chút xíu. Khi nào mình để như vậy nhưng mà hồi mà mình để up like vô cái tay á như thế này nè, thì nó mới sáng lên. Cho mượn cái tay son chút xíu luôn đi. <laughs> nó sẽ lên thế này xóa đi tàn nhang không đó nó xóa, xóa đi, đi những tàn Nhan, nhang nó làm cái mặt mình nó sáng nó hơn yeah. nó đỡ hơn cái da lỗ chân lông nó mịn hơn những cái nếp nhăn ở dưới dưới mắt dưới tay này mình làm mỗi chỗ đó mình để vô khoảng 4 phút bốn yeah. 4 đến 7 phút rồi sớm mình mua qua chỗ khác một tuần đầu tiên mình làm mỗi tuần đó là chỉ có ba lần rồi à, sau đó đấy. mỗi tuần làm một lần thôi cũng được nó trị liệu rất đặc biệt cái này mình để vô tay để vòng cổ để vào mặt thôi quý vị nó rất là hay và cái sản phẩm này rất là giá trị mà nó làm tại cái việc coi cái sản phẩm này nó làm tại Israel Leo thấy cái này hơi nhỏ chút xíu vậy nữa Made in Israel yes. okay. uh -huh. ở do thái của do thái ừ, hay quá ta và cái quan trọng nhất cái điều đặc biệt nhất mà các cô chị các anh thích tức là nó giảm đi những cái sự lão hóa của mình những cái da của mình càng ngày đó là nó bị bị sẹp xuống nó sẽ giúp cái này nó sẽ giúp nó trị liệu những cái đèn này nó nó khiến mình nó làm cho cái collagen mình từ từ nó nở lên nó sẽ không có làm nhăn da mặt mình nó giảm đi cái tuổi thọ của mình nó giảm đi cái 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 tuổi thọ của cái da của mình nó sẽ giúp cho mình được trẻ trung hơn trẻ hóa hơn những cái nấc trên khuôn da mặt mình nó sáng nó đẹp đẽ hơn ừ. Nó miệng nó bóng hơn khỏi phải đi căng chỉ ha mình đỡ hơn rất là nhiều cái sản phẩm này, có việc trị liệu rất là tốt và được rất là nhiều cái review mà hiện bây giờ vậy. sản phẩm này hot trên thị trường yeah. và hiện bây giờ vì thấy cái giá của tất cả mọi nơi đó

và gọi số điện thoại nếu ở những chi nhánh của Theron địa phương nếu người biết số đó hoặc là ngay DC cái sản phẩm này sẽ được mang qua DC trong trong ngày mai Nguyễn Bay qua bên đó sẽ đem qua bên đó để quý vị coi cái này chưa có cái cái đầu tiên bây giờ thấy gửi về sau đó 50 cái đầu tiên sẽ gửi từ do Thái qua cho 50 người đầu tiên sẽ được mua thay vì 11.950 đồng mình mua với giá là 2.799 đồng wow. Mình nghe lại 2.799 đồng thay vì 11.950 và chỉ có 50 cái đầu tiên mà thôi bị mua được cái giá này. Đây là cái điều đặc biệt nhất mà Teletron được điêu với hãng nói là có chương trình event mình lớn thì hãng cho những điều đó. Mình hôm, hôm trước vừa nói xong để lên website của Teletron 279 chưa tới 24 tiếng đồng hồ hãng gọi xuống bị lấy xuống. phải oh, sửa lại cái giá wow. là 11.999 tại vì không được làm phá giá như vậy chỉ giới thiệu cho người Việt Nam của chúng ta nói tiếng Việt thôi chứ để lay like là nó ảnh hưởng tới tất cả những đại lý khác của người ta. Ừ. từ những cái hãng khác như nãy vừa số về thấy đó nơi nào cũng là 11 950 hết nhưng mà Sao mình... họ lại ưu, ưu, đãi cho mình cái giá đặc biệt vậy Dạ muốn cho những người đầu tiên xài thử cho thấy à. những cái giá trị của này tại vì cái sản phẩm tốt chất lượng cho nên người ta mới để cho mình cái giá 50 cái hàng đầu tiên mà thôi sẽ được cái giá là 2.799 đồng. Nếu cái này bữa mà giá cả không lên, quý vị có thể trả lại thêm cho anh trả tiền ngược cho quý vị và đền cho quý vị tiền luôn để wow, bảo đảm vị, luôn. Yes, nếu mà giá không lên chứ đừng nói là cái giá giá giữ giá và xuống. Yeah. Cho nên là quý vị hãy cố gắng gọi ngay từ bây giờ ở tất cả chi nhánh của Teletron trên toàn Hoa Kỳ, gọi ở DC số điện yeah. thoại là 703 237 8999, nếu muốn đến thử qua và coi qua cái này. Còn nếu quý vị trong ngày hôm nay và ngày mai, quý vị muốn thử ở đây thì ghé đến ngay trên đường biết của đường Garden Row. Mm. 714 892 6999 hoặc là 1877

chỉ có 50 cái đầu tiên thôi 50 đúng không anh? cái đầu tiên mà thôi sẽ ừ. thêm sẽ giữ lại những cái yeah. cái đó cho quý vị thấy đàng hoàng chứ không phải là mình nói cứ, cứ gọi cho nó hết rồi thử mua bán giá thường không được. Yeah. Cho nên mình sẽ show quý vị thấy và rất đặc biệt quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ quý vị nha. Đây là một cái sản phẩm mà các cô các chị các anh rất là thích. Cái này mình đi làm đó cho lê hậu rảnh đó, xài yeah. được hết. Mấy phút thôi. Mấy, Mấy phút chà thôi. Chà à, chà, mỗi à. cái mỗi spot thì khoảng chừng 4 phút thôi. Yeah. Mình giữ lại đó, Ở dưới mắt hoặc là dưới cầm, hoặc yeah. là dưới cổ hoặc là tay tại vì cái cổ với cái tay là rất là khó được cái sự lão hóa rất là khó giấu được cái đó cho nên mình trị liệu bằng những cái này mình chỉ có việc chỉ cần ấn vào thì các vị thấy nè ồ oh, nó có một cái tia dạ cái tia đấy nó xuống ánh sáng nó sẽ ý ý cái cái trị liệu thế này lại ví da mặt mình đó nó sẽ kéo ra tại vì càng ngày mình lớn nó được cái sự lão hóa và những cái collagen ở dưới nó bị yeah. thấp lại thì nó sẽ giữ nó kéo ra lại nó giữ da mặt mình nó khuôn mặt mình nó trẻ trung hơn yeah. nó giảm được cái sự lão hóa và giúp cho cái da mặt mình nó mịn màng nó trẻ trung nó giảm những nếp nhăn một cách tốt nhất và đây là những cái phát minh này của những khoa học gia đoạt giải nobel chứ không phải là những người bình thường hay những hãng bình thường thôi vì ông làm những sản phẩm rất là đắt tiền và giá trị mà giúp cho con người chúng ta quý vậy mới đoạt được những cái giải mà của nobel và được những cái người hoa hậu hoàng vũ của mỹ sử dụng wow. và sản phẩm này được fda hoa kỳ approve Mà năm sao gọi là medical device là sản phẩm y tế và đây là một cái trị liệu rất là tuyệt vời mà thế đã làm việc mấy năm mới có được cái sản phẩm này và hiện bây giờ quý vị nhớ thay vì 11 một triệu đồng quý vị có thể gọi tất cả các trang mạng nào cũng như vậy thôi nhưng mà tại Telegram 50 cái đầu tiên quý vị mua chỉ có 2.799 đồng. Chưa hết mà quý vị lại có một cái món quà đặc biệt trong ngày hôm nay nữa. Cho 50 khách hàng đầu tiên là một cái hộp gọi là trầm hương hoàng đế rất đặc biệt của đại hàng thưa quý vị cái sản phẩm này đó là nó sẽ giúp cho mình đó cái trầm hương này đó cho mình chống đột quỵ chống sự lão hóa ừ. và cái loại này là ba chục viên này bình thường là 400 đang sale là 200 đồng mà sẽ tặng miễn phí nếu quý vị mua cái sản phẩm này nó bị thấy đóng lại đẹp lắm wow, cái hộp đẹp quá của hả? đại hàng thưa quý vị rất là tốt và đặc biệt yeah và đăng 400 và đăng sale là 200 đồng mà sẽ tặng miễn phí cho cái sản phẩm này yeah. thì nên quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ ở số điện thoại là 7148926999 hoặc là 18778926999 hoặc là ở DC là 703 7032378999 cuối tuần lễ này, này quý vị có thể coi từ ngày hôm nay với ngày mai cái sản phẩm đang nằm ở tại ngay trên đường Bích của Đường Garden Row nó vẻ gần đây tại vì ngày thứ à sáu là Y Nguyễn sẽ cầm cái này bay qua bên DC ừ. sẽ gặp gỡ quý vị trong 3 ngày thứ bảy chủ nhật và thứ hai khu vực DC trong khu Eden Center để đến để coi qua cái sản phẩm này và chúng ta sẽ là một trong 50 người đầu tiên sẽ được mua với cái giá rẻ như thế này và có những quà tặng đặc biệt kèm theo cho nên ngày hôm nay ừ. mời Xuân Lê tới để thấy một cái review một cái sản phẩm mà nó rất đặc biệt mà nó thiết thực cho cái đời sống mỗi ngày của chúng ta thưa quý vị. Hình như cái sản phẩm nào mới về là anh cũng xài qua hết đúng không anh? Đúng rồi phải xài trước rồi dạ. rồi mới mới giới thiệu cho quý vị. Hèn chi cái mặt anh bóng quá. Dạ. <laughs> cảm ơn Xuân Lê cảm ơn quý vị tại vì những cái sản phẩm mà mình phải xài trước rồi đương nhiên mình phải nghiên cứu trước để mình mới chọn dạ. sản phẩm đó mà chọn về mình phải xài trước để làm dạ. sao để nói cho quý vị thấy cái sản phẩm này quý vị xài một lâu khoảng chừng ba bốn tuần quý vị thấy ngay thưa quý vị cái da mình nó mịn màng hơn nó giảm những nếp nhăn một cách tốt nhất yeah. và từ à, Ê nguyễn sẽ xài nhiều hơn nữa để, để thông báo cho quý vị như thế nào nhưng mà nó rất là tốt thưa quý vị vì cái sản phẩm này sản phẩm giá trị chứ không phải sản phẩm bình thường đâu nó tới 11 12 000 đồng không phải rẻ tiền đâu và những khoa học gia nổi tiếng mà đoạt giải nobel mà ta không có sản xuất sản phẩm nào không có giá trị và nhất là không làm tại do thái israel là một quốc gia chọn lọc những sản phẩm rất là kỹ khi sản xuất ra thị trường và cái danh tiếng người ta rất là lớn người ta muốn đạt những cái tiêu chuẩn cao nhất trước khi sản phẩm đó được sản xuất tại Israel và người ta dám bảo đảm là lai tham mua quý vị mua cái sản phẩm mà xài những cái đồ để sửa trang mặt đó cũng một hai ba ngàn rồi thưa quý vị tùy loại một ngàn hai ngàn ba ngàn có mà quý vị xài thời gian nữa vị bỏ cái này tới lai cho nên nó đáng giá là 12 hai ngàn thưa quý vị mà bây giờ mình mua là hai ngàn bảy trăm chín mươi chín đồng cho nên cơ hội này nó hiếm có lắm quý vị hãy cùng đến với uh, teletron những chi nhánh khác thì chưa có hàng, chỉ có một cái mẫu duy nhất mà mà đang có đây thôi. Yeah. Cho nên là chúng ta có thể coi cái cái pack cũng rất là đẹp thôi quý vị. Như thế này thì nếu quý vị đi travel đó, à, nó có cái 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 dây này đó thư Son lên. Nó có cái hệ thống này. Đem lên máy bay xài được không anh? Được, đem lên máy bay xài được luôn. Đây rất là tiện lợi. À, mình sẽ cắm dây nó cho mình tùy cái dòng điện đó à, à nó okay. nó xài được nhiều cái ổ cắm đó thưa quý vị cái này giống như về Việt Nam cũng và Việt được. Nam được Âu Châu xài được cái này khách ở bên ngày hôm qua giới thiệu mà khách ở bên Úc bên Việt Nam đã mua rồi đó thưa Sơn Lê wow. à, cái này rất là tốt mà đặc biệt lắm thưa quý vị à, nó rất là gọn đơn giản nhất là chúng ta đi làm chỗ làm đó làm office văn phòng cái giờ break đó quý vị có thể sử dụng nhất là anh em trong ngành nail, ngành thẩm yeah. mỹ, Nhờ có khách thì mình làm khách thì mình sẽ sử dụng giúp cho cái mặt thì anh em ngành nail thì ta tiếp xúc hóa chất nhiều đó thưa sơn lê, yeah. thì chúng ta nên có những cái, cái này để chúng ta tẩy trừ những độc tố trong người và nó giúp cho da mặt mình nó đỡ bị khô, yeah. đỡ bị khó chịu của da chúng ta và nó không có bị lão hóa khi chúng ta lớn tuổi thưa quý vị và chúng ta lớn tuổi rồi thì chúng ta muốn giữ lại cái da mặt mình, cái khuôn mặt mình, nó gọi là vi xếp hoặc gọi là lift face mm. và vi xếp nó giúp mình sẽ uh, ấn lên thưa quý vị như này để mình rút rút lên như này để cho giữ được cái vi xếp đó, tại vì mình lớn đó là cái da mình nó nó bị trùng, nó, xuống, nó bị trùng xuống, thưa quý yeah. vị, thì mình sẽ giữ cho nó lại được cái tuổi thanh xuân của mình, yeah. những cái da mặt mà nó mịn nó sáng, mình tự tin yêu đời hơn. Yeah. Dưới dầm dưới hai bên cái má, dưới mắt hoặc là trên trán hoặc là trên cổ hoặc là trên tay thì nó sẽ sử dụng được hết rất là tiện lợi. Yeah. Và đây là một sản phẩm mà nó rất là tuyệt vời mà đã 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 nói chuyện rất là lâu với hãng đó mình mới có được cái cái giá này là, tại vì thực sự thứ vị mua về bán 11 950 giống như mọi nơi thì bán được nhưng mà số lượng nó sẽ không có nhiều coi như 50 mươi người này là sẽ thử xem coi chất lượng nó như thế nào để mà nếu mà hay thì họ sẽ giới thiệu với bạn bè họ, đúng rồi hoặc là người thân họ. cho nên hãng mới cho được 50 cái thôi dạ. em muốn xin trăm cái là ta chưa cho À. ta nói là anh làm thử cái cái event này trên tới hoa đào đi nếu mà được thì hãng sẽ tính tiếp cái như thế nào nhưng mà cái giá này không được bán nhiều mình phải giá không được nhưng mà mình nói là mình có event okay. mình có cái nhạc hậu hoa đào cho nên bắt đầu từ ngay từ bây giờ các có thể mua ngay từ bây giờ uhm. hãy gọi số điện thoại miễn phí là một tám bảy bảy tám chín hai sáu chín 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 hoặc là bảy một bốn tám chín hai sáu chín 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 để order ngay từ bây giờ hoặc là có thể đến ngay dc nếu có vị ở hướng bên đông bắc hoa kỳ thì đến dc để thử và chúng ta order trước tại vì nhưng mà phải chờ một vài tuần mới có thì gửi team Israel qua năm okay. cái đầu tiên. Wow. Dạ cho nên quý vị hãy hãy đến với Teletron nhớ nhưng mà nó là mình là khách hàng của Sonle TV. Được tặng cái món quà này quý vị nha. Sau khi được bớt cộng cái 2799 mà mình được tặng một cái món quà như thế này là rất đặc biệt giúp cho chúng ta đỡ chống đột quỵ này. À, giảm đỡ giảm mất trí nhớ này. Cái này là cái cái viên để mà uống vô hay viên sao? Viên để mình uống vô đó. À, giống như thuốc bổ đó, ha. Bổ rất là là bổ mình thử viên đi son ơi hả anh em mình thử viên đi <laughs> thì à? thử luôn thử luôn cho quý vị coi luôn cái này do là là, là son lê nguyên ngày hôm nay ngày mai làm việc khỏe đó nghe yeah. không có bị đuối sức đây ok đây mời son lê một cái nè chơi luôn chơi luôn sáng cái này. chưa ăn gì hết sáng chưa ăn uống cho nó khỏe nè dạ. đó anh sẽ mở cho son lê cho quý vị nha Ủa, giống sô cô la quá anh dạ yeah. mà nó ngon lắm nó gứt nó có trầm hương rồi wow. nó có những cái đương quy nó giúp cho mình rất là nhiều quý vị thấy cái cái cái, cái viên này giống như là thuốc thuốc bắc thuốc bổ đó, ha Yeah. Cái này nó gọi là cái gì anh? cái này nó cầm gọi ư, nó gặm, cầm trầm hương vậy? hoàng đế. Thời à. hồi trước là hoàng đế ừ. mới uống nó bây giờ mình được uống nó okay. cho anh. trời luôn, thật <laughs> <mình> sự <laughs> <ăn cười> luôn. À, hello cái hiền. hello dung lê long. trong uhm. thấy wow. sao? giống như là cái mùi sâm nó có trầm hương, Ngon. nó có có đương yeah. quy và nó có những cái dược thảo cung đình rất đặc biệt của đại hàn cho ta gọi là trầm hương hoàng đế bởi chất trầm hương nó làm cho quý vị là đỡ mất trí nhớ giúp cho mình cái nhiều có năng lượng có mình cái sức khỏe tốt rất là thơm và nó cũng không nếu quý vị order cái hộp này đó là một 400 đồng mà đang sale là 199 đồng dạ. Ừ. Yeah. Cái này nó có đường mà anh sẽ ăn à, ngọt ngọt ha à, Ít đường lắm, nó có yeah. rất là ít đường trong đó Nó, nó còn ngon hơn sô-cô-la nữa quý vị Rất là ngon mà tốt, giúp cho sức khỏe mình Nhiều hôm ừ. hồi mình đi làm đó quý vị, nhiều hồi mình không có đủ thời gian ăn uống đó yeah. à, Khách vô đông đúc mà không thể ăn uống đó quý vị ngầm một viên rất là khỏe cái này không? là một những cái cái cái, viên mà y nguyễn xài ca nhạc đứng từ sáng đến chiều đó thưa quý vị wow. cho nên là mình bỏ một viên nhiều buổi sáng là nhiều hầu mình ăn không kịp ừ. Trễ giờ mình cũng đỡ đói và cái dạ. này tới này ngọc hiền nói là da huy đẹp lắm có <laughs> <Da cười> <da nuôi> đẹp <laughs> ghê lắm đúng rồi chị em phụ nữ phải ganh tị đó <laughs> cảm ơn quý vị mình chỉ có chăm sóc sức khỏe mình thưa quý vị và nhất là những cái um, mặt đó mình cũng để ý chút xíu cho nó nhìn nó gọn tôi mình nó tôn trọng khán giả của mình tôn trọng khách hàng của mình Dạ, cho nên là mọi đang thử cái món này của vị đó, cho nên cũng một viên ở viên rồi đó, Thành mình ngày nào mình dạ. khỏe ra anh cho anh nha. và wow, mới nhai xong là thấy hết đói bụng liền. thơm. thơm ừ. không? trước giờ sao mới thử cái này đó. đây cái này của vị là dạ. coi lại cái này là tầm hương hoàng đế quý vị nha. Dạ. Đó. nó làm bằng xâm uh, với lại cái gì anh ha? thêm mới trầm hương, trầm hương với lại đương đúng quy đúng. và một số cái thảo dược của công đình rất là đặc biệt mà giúp cho mình rất là khỏe khoắn thưa quý vị. Cái hộp đó đẹp, đẹp, đẹp lắm, dễ thương lắm. Dạ. Mình mua mình <laughs> mình xài hoặc là mình mua ừ. mình làm quà đó thưa cho anh. Dạ. Rồi để để bây giờ là gần 12 giờ. Son chưa ăn cái gì hết, son mới ăn cái này vô. À, để tới cuối ngày hôm nay son sẽ cảm giác như thế nào rồi son sẽ kể cho quý vị nghe nha. Còn cái viên hoàng đế đơn này nó nó, nó như thế nào, công dụng nó như thế nào? Nó gọi là tầm hương ừ. hoàng đế đó thưa quý vị. Dạ. Yeah mà chưa gì thấy đi bộ nhanh hơn rồi đó <laughs> cái này để cho để quý vị coi là một lần nữa cái này là của Miss Universe nè à cô này đó anh cô này Mix là người đã sử dụng qua cái sản phẩm đang sử dụng sản phẩm này và đã nói là giúp cho cái da của hơi rất là nhiều ừ. Ồ, có một người hỏi là cái cái viên đó là một một viên mỗi ngày hay là sao anh dạ một viên mỗi ngày à là cái hộp đó có 30 viên viên nó có 30 viên ừ. thì mình sẽ mỗi ngày để mình dùng một viên nhất là lúc mà mình đi làm việc đó quý vị nhà họ mình mệt đó mà ăn uống không kịp khách vô liên tục thì mình cứ ngậm một viên mình thấy con người mình khỏe rồi có năng lượng chứ không có cái bụng mình nó không không có làm mình đói mà không làm khó chịu của mình yeah. mà cái trầm hương đó nó giúp cho mình đó thưa quý vị là đỡ đi nó chống đột quỵ rất là tốt và giảm mất trí nhớ nữa và cái hộp đó sẽ được cỡ tặng quý vị nói là nghe từ cái chương trình của Sole TV sẽ được tặng cái hộp đó wow. giá bình thường là 400 mà đang sale là 200 sẽ được tặng khi mua cái máy này anh, quý vị thấy anh nói cái số phone lại đi anh à, số điện thoại gọi ngay từ ừ. bây giờ thưa quý vị à. là 714 892 6999 hoặc là số điện thoại miễn phí là 1877 892 6999 quý vị có thể coi một lần nữa cho nó dễ ở nhà mình đọc quý vị đó cái số đó quý vị thấy đang thấy đó à, à, số điện thoại 714 đó đó. là số của tiệm này đó là số tiệm này là 714 <laughs> 892 6999 quý vị hãy gọi vào số này nha dạ yeah. hoặc là số điện thoại miễn phí à, uh, thôn phi để khỏi tốn tiền thì quý vị thấy gọi cũng đây à, kế bên cạnh luôn không phải buổi này cellphone phone gọi được đúng anh, rồi dạ yeah. không có tiền là một tám bảy bảy cũng được một trong hai số nào quý vị gọi cũng đó, được hết quý vị gọi hai số này số nào cũng được hết á gọi vào nói là xem chương trình <laughs> của son lê thì sẽ được uh, giảm giá nha quý vị ăn thử cái viên uh, tiên đơn này xem nó nó như thế nào mà son thấy là um, so far ăn vô là không có bị đói bụng nữa nha nó rất là cảm giác nó bùng lên nó, nó, mất rồi đó. Nó mất thì nó đỡ cho mình dạ. những người mình nó nhẹ nhàng lắm. Mình mình cái này là chút xíu Sơn Lê chứ mình để coi cuối quay, ngày nó nó như thế nào. anh Lê quay sơ nãy đưa lấy anh Lê miếng nước để Sơn Lê uống nha để dạ. cho nó, nó nó dễ nói chuyện hơn và chúng ta sẽ đây cái product mình lại lần nữa nhắc lại quý vị nó có cái cái này nó có mấy mẫu quý vị cái mẫu đó. này là 11 một năm triệu đồng là cái mẫu mình đang nói cái này mình đang thử nè cái này mất thì á hơn gần gần mười hai rồi con ừ, đúng rồi cái mẫu này là bảy ngàn rưỡi nè Wow. Cái mẫu nó thường hơn. Và cái mẫu này là 4600. Kinh khủng thiệt. Dạ mà mình mình chọn cái top nhất mình bán thôi. Dạ. Là cái loại này là cái mà quý vị đang coi nãy giờ mình đang thử đó. Có cô chị nên có những cái điều những cái sẽ coi như là 12.000 đi. <laughs> cái này yeah. có có ví dụ như người ta mua như <laughs> vậy là có trả góp được không anh? À 10, trong vòng mình trả góp 12 tháng không tiền lời được xin lên. 12 tháng không tiền lời. Dạ. Quý vị thấy không cái um, Đây là cái mặt hàng mà đầu tiên mà xong thấy mà nó lại mắc như vậy đó um, dành cho những cô hoa hậu Miss Universe dùng cái ông sáng chế ra cái này là ổng <laughs> được cái bằng Nobel nè. Cái giải Nobel. Ông này không biết cái tên ông này là gì để mình research xem. À, ông này thì có giải Nobel người cái sản phẩm này là là làm từ bên do Thái. Nhưng mà theo anh Uy nói thì 50 cái đầu tiên thì sẽ chỉ có 2000 mấy thôi. 50 cái đầu tiên yeah. à mà sao Lê vâng à. À, 50 cái đầu tiên quý vị thấy cái giá của đó đã, đã biết rồi. Yeah. 50 cái đầu tiên quý vị order chỉ có 2.799 đồng. 2.799 đồng mà được tặng thêm có hộp gọi là trầm hương hoàng đế nữa. Yeah. Cái đó 400 đồng thưa quý vị mà đang sale nếu quý vị mua không có hộp đó bây giờ đang sale là 199 đồng tức là 200 đồng. Thì quý vị sẽ gửi tặng miễn quý và nói là nghe từ chương trình của Solar TV để được biết được được tặng cái món quà đó. Nhưng mà quan trọng là cái giá quý vị được tiết kiệm nhiều lắm thưa quý vị, không thể nào quý vị coi được cái giá thế này đâu. Tất cả cái này là nó, nó hay lắm mà nó sẽ giúp cho mình có được một cái uh, da mặt nó mịn màng, nó trẻ trung, nó giảm những nếp nhăn mà các cô chị bảo đảm có cái này rồi đó là sẽ rất là mê. Mà nhất là chúng ta làm việc tại văn phòng mình làm việc. Mình đi trong xe, nhà hầu dừng lại mình cũng có thể sử dụng được. Chỗ làm việc nhất là về tóc làm nail, nhà hầu mình rảnh đó mình có thể sử dụng được giúp cho cái da mặt mình nó đỡ bị khô nó giảm đi những cái nếp nhăn và nó da mặt mình nó nó bóng nó mịn hơn nó khép những lỗ chân lông lại và những cái, cái, điểm mà có thể nói là điểm uh, yếu trên da mặt của mình đó cái điểm thì nó sẽ được giúp cho mình tốt hơn rất là nhiều cho nên là giúp quý vị trẻ hơn ít nhất là năm đến 10 tuổi mà không phải qua giải phẫu thẩm mỹ wow. cho nên đây là một cách tốt nhất rất là thiết thực thì hy vọng quý vị hãy gọi vì cái sản phẩm này nó hay quá hay nguyễn mưa mư mư mời sơn lê tới để review cho quý vị coi chứ yeah. nếu không thì ha, sản phẩm này hỏi lâu lắm quý vị mà hãng không có đồng ý tại vì nó là nếu muốn thì bán cái giá giống nhau nó giống nhau thì nó lại tốn tiền quý vị nhiều lắm còn mà nếu cái giá này thì rất là nhiều người mua tại vì những cái máy mà làm về lip face nó cũng đã một ngàn hai ba ngàn trên online bán cũng rất là nhiều Còn yeah. còn loại loại cao cấp nhất cái loại đặc biệt nhất mà tới 11 một mấy trăm mà mình bán được cái giá hai ngàn bảy mà hãng đồng ý rồi mình mới làm cho đấy không thì mình bán giá 11 một mấy thì sẽ bán thưa quý vị cũng cũng giảm cũng đang cũng đang bán nhưng mà bán cái số lượng rất là nhỏ bây giờ mình cái số này thì bán rất là nhiều ngày hôm qua nói cái này là cũng cũng cho quý vị nghe là thật sự cái này review ngày hôm qua trong chương trình ca nhạc của bên năm qua ông nguyễn tiến dũng sao lại biết bao nhiêu hơn gần hai cái trong vòng mấy tiếng đồng hồ wow cho nên chỉ còn giờ còn khoảng chừng ba mươi mấy cái thôi gần hai chục cái rồi bên đây còn không ba mươi hai ba ba cái nữa thôi là đủ năm chục cái rồi cho nên là quý vị không có không có nhiều đâu chỉ có đợt của xanh ngày hôm nay và tới DC tới cuối tuần này là hết cái giá này và không có được cái món quà nữa nhưng quý vị nên trong tuần này thôi chứ quý vị để chờ lâu thì nó không còn nữa cho nên là một cái sản phẩm mà nó rất là thiết thực và cần thiết cho tất cả mọi người mọi nhà và giúp cho tất cả quý vị từ nam nữ đều sẽ có tự tin yêu đời hơn và ai cũng muốn trẻ cũng muốn đẹp cũng muốn cho mình có được cái sự tư tắng lên khi da mặt của mình nó giống như hồi còn trẻ thưa quý vị thì đây là cái sản phẩm mà cái chọn lọc rất là đặc biệt mà quý vị nên đừng bỏ cơ hội này hãy cùng đến hãy gọi hãy đến những chi nhánh của Teletron địa phương gần nhà mình nhất từ miền houston đến dallas từ đến từ orlando florida và nhất là trong cuối tuần lễ này ngay khu eden center quý vị thử ngay cái sản phẩm này tại vì ngày hôm nay ngày mai là có đây sáng thứ sáu là y nguyễn sẽ cùng bên em nhân viên Teletron ở tất cả các nơi sẽ bay về DC cũng như tất cả ca nghệ sĩ sẽ bay về DC gặp gỡ quý vị trong 3 ngày thứ bảy chủ nhật và thứ hai trong cái nhạc hội Hoa Anh Đào và mọi chi tiết ở bên DC thì gọi số điện thoại là 703 237 8999 703 237 8999 và ngày hôm nay có một cái sản phẩm cũng sẽ được bán rẻ tại DC thì mời quý vị coi chút xíu luôn là cái ghế mà xa thưa Lê thay vì chúng ta mua cái ghế vị nghe nói 10 ngàn mười mấy ngàn trong đợt này Thay vì mua đồ của Trung Quốc, Trung Cộng, với China, mình mua đồ của Nhật Bản luôn. Giá là 10 ngàn. Bây giờ mình mua chỉ có 5 999 đồng. Made in Japan đàng hoàng của hãng Koyo thưa quý vị. Đây là cái chiếc ghế Koyo Made in Japan. Mà rất là đẹp và nó mát, nó là phô đi nó massage cái lòng bằng chân rất là tuyệt vời. Mà hiện bây giờ cái giá là 10 ngàn, sale 8 ngàn. Trong ngày hôm nay, bắt đầu ngay từ bây giờ quý vị đến với Teletron. Quý vị mua chỉ có là 5.999 đồng bây giờ đến nhà khẩu Hoa Anh Đào. Chỉ có 5.999 Made in Japan thì không có lý do gì chúng ta mua đồ Trung Quốc trong cộng Made in China. Thì quý vị hãy đến, quý vị thấy cái này cho Lê biết là nó có luôn, đang là tiếng Anh. Nhưng mà trong một cái máy mới thấy người Việt Nam mình ủng hộ, tại sao người Nhật Bản người ta để ý tới người Việt Nam mình trong một cái máy này sẽ được bán trên toàn thế giới. Cái ngôn ngữ chỉ có ba thứ tiếng thôi. Tiếng Anh, tiếng Pháp. Ồ, tiếng Anh, tiếng Hàn với tiếng Việt thôi. What? Tiếng Không việt có tiếng Pháp luôn yes. <laughs> Người Việt Nam mình mua rất là nhiều ghế massage Mà chất lượng cao Cho nên chúng ta thấy có cái tiếng Việt luôn Tất cả chương trình này nó tiên thần của quý vị thấy nè Chương trình về massage toàn thân Về massage kéo kéo giãn Về massage vai cổ Massage thư giãn Chương trình massage về buổi sáng Massage thiền định Chương trình massage về đau thắt lưng Vì nó bị thắt lưng nếu bị massage về buổi tối Chương trình massage về siasu Và chương trình massage về cái hông và cái chân thì quý vị muốn cái chỗ nào mình cần mình bấm ngay nút đó Ê, rất đơn giản mọi cô các chú bây giờ cô không cần nhờ các con các cháu đồ bấm gì hết mình có tiếng việt không cần động mở sách ra đọc rất là phiền phức mất thời gian thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái này Nó có từng thứ tiếng trong này luôn nó có từng cái chức năng mình sẽ thể, thể sử dụng được cái này là ghế mới cái ghế mới của hãng Koyo Made in Japan thưa quý vị Mà thay vì chúng ta mua với cái giá là 10 ngàn Sale 8 ngàn tất cả mọi nơi mà tại Teleton ở tất cả chi nhánh Teletron trên toàn Hoa Kỳ trong ngày hôm nay quý vị mua chỉ có 5.999 đồng mà thôi cho nên đây là một cái sản phẩm mà Nguyễn nghĩ là nó cũng rất là thiết thực về cái giá cả nó vừa phải trong cái dịp lễ MD cũng sắp đến rồi lễ hiện mẫu sắp đến rồi chúng ta có thể order ngay từ bây giờ để có được cái giá là 5.999 đồng made in Japan cho ghế mà xa đó thưa Sơn Lê và tất cả quý vị Cho yeah. nên yeah. đây là một cái chương trình đặc biệt hy vọng là quý vị sẽ đến đến chi nhánh của Teletron Và nhất là trong cái chương trình À, về cuối tuần lễ này tại DC là một cái dịp rất là đặc biệt bởi vì nhớ lần nữa ủng hộ cho đại tá Hồng Cao quý vị nha. Chúng ta sẽ có mặt đại tá Hồng Cao nhất là quý vị mà ở những cái nơi xa mà muốn ủng hộ đại tá Hồng Cao đó mà không có dịp tại vì nếu mình phải là người Mỹ mình mới đóng góp được cái quỹ tranh cử đại tá Hồng Cao. Tự những người thân bạn bè đến khu Eden Center là một cái nơi tập trung đông của người Việt chúng ta tại Hải Ngoại. Chúng ta mua những cái áo lưu niệm hoặc là những cái nón đó thưa Sanley mà bằng cách đóng góp vẫn hợp pháp không có sai phạm về cái quỹ tranh cử của nước Mỹ thưa quý vị. Thì mình mua những cái áo thay vì dù như hai ba chục gì đó thì mình có thể đóng góp thêm một hai trăm thì tùy quý vị. Hay là quý vị muốn ủng hộ bao nhiêu cũng được. Nói chung là càng nhiều người càng tốt. Và chúng ta sẽ gặp gỡ Đại tá Hồng Cao tại Eden Center vào ngày thứ Bảy thưa quý vị. Để vào bên cạnh đó một cái đội mô tô. Phân khấu lớn của toàn nước Mỹ cũng sẽ về thủ đô Hoa Thành Đô Trong cái nhạc hội Hoa Anh Đào để cùng ủng hộ tinh thần cho tá hồng cao Cũng gặp gỡ quý vị tại khu Dance Center Liên lạc với số điện thoại là 703-237-8999 từ Le và tất cả Nice, ok Rất là mong quý vị, uh, <laughs> quý vị đồng hương sẽ ghé thăm Đại nhạc hội Hoa Anh Đào tại Washington DC vào cuối tuần này Vâng Dạ yeah, xin cảm ơn quý vị một lần nữa và xin hẹn quý vị tại DC Và cảm ơn Le và tất cả quý vị và quý vị nhớ gọi ngay từ bây giờ để order cái máy chỉ có 2.799 đồng mà thôi và có quà tặng trong ngày hôm nay từ cái vị. Yeah. Rồi cảm ơn anh Uy Nguyễn và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.